Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Một người Hà Nội. Nguyễn Khải. A. Kiến thức cơ bản. Một la mã về tác giả. Nguyễn Khải, sinh năm 1930, mất năm 2008. Tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải. Ông sinh tại Hà Nội nhưng quê gốc ở Nam Định. Thuở nhỏ, ông sống ở nhiều nơi. Tham gia cách mạng từ khi đang học trung học, Nguyễn Khải gia nhập đội tự vệ chiến đấu ở Hưng Yên, sau đó vào bộ đội, làm y tá rồi làm báo. Từ năm 1975, Nguyễn Khải chuyển vào sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông tập trung bám sát đời sống, đề cập đến nhiều vấn đề chính trị, xã hội, cũng như các vấn đề trong đời sống tư tưởng, tinh thần của con người. Hành trình sáng tác của Nguyễn Khải tiêu biểu cho quá trình vận động của văn học dân tộc hơn nửa thế kỷ qua. Trước năm 1978, tác phẩm của ông có khuynh hướng chính luận với sức mạnh của lý trí tỉnh táo. Từ năm 1978 trở đi, tác phẩm dần dần có màu sắc triết luận và quan tâm đến số phận cá nhân trong cuộc sống đời thường với giọng văn đôn hậu, trầm lắng, nhiều chiêm nghiệm. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Tác phẩm chính, các tiểu thuyết, xung đột, đường trong mây, ra đảo, chiến sĩ, cha và con và gặp gỡ cuối năm. Các tập truyện, mùa lạc, tầm nhìn xa, chủ tịch huyện, một thời gió bụi, Hà Nội trong mắt tôi, sống ở đời. Hai la mã về tác phẩm. 1. Xuất xứ. Truyện ngắn Một người Hà Nội viết năm 1990, in trong tập truyện Hà Nội trong mắt tôi năm 1995. Đây là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Khải trong giai đoạn đổi mới của đất nước. 2. Nội dung. A. Bà Hiền là nhân vật trung tâm của truyện ngắn Một người Hà Nội. Bà là người sống thẳng thắn, chân thành, thức thời và thực tế. Bà nhận xét, chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá. Bà chủ động thu xếp việc nhà, mặc dù có bộ mặt rất tư sản, một cách sống rất tư sản, nhưng lại không bị cải tạo, vì bà không bóc lột. Đối với con cái, bà dạy dỗ cẩn thận từ cách ăn uống, nói năng, đi đứng, phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng, phải biết tự trọng, biết xấu hổ. Bản thân bà cũng cư xử rất tự trọng, đàng hoàng khi đồng ý cho các con đi chiến đấu trong Nam. Bà nói, tao đau đớn mà bằng lòng. Vì tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè, nó dám đi cũng là biết tự trọng. Bà Hiền vẫn giữ nét sống văn hóa của người Hà Nội, từ cách ăn mặc, tiếp đón bạn bè, đến nơi tiếp khách lịch sự, sang trọng và sự tinh tế khi chơi hoa thủy tiên ngày Tết. Bà Hiền là một người Hà Nội, thuần túy Hà Nội, không pha trộn. Bà đã sống cùng những biến đổi của lịch sử đất nước, nhưng vẫn giữ được phẩm chất và bản lĩnh của mình. Bà là hạt bụi vàng làm nên đất kinh kỳ, chói sáng những ánh vàng. Bên cạnh bà Hiền còn có những người Hà Nội có tâm hồn cao đẹp là Dũng, Tuất và Mẹ Tuất. Đó là những con người làm nên vẻ đẹp của Hà Nội. B. Truyện Một người Hà Nội thể hiện cái nhìn nghệ thuật mới của Nguyễn Khải về cuộc sống và con người. Trước thời kỳ đổi mới, Nguyễn Khải khai thác hiện thực với cái nhìn tỉnh táo, sắc sảo nhưng đơn chiều. Nhà văn nhìn cuộc sống trong thế xung đột cũ, mới. Lạc hậu tiến bộ, xấu tốt, địch ta, và khẳng định sự chiến thắng của cái mới, cái tiến bộ của chúng ta. Bước vào thời kỳ đổi mới, cái nhìn của Nguyễn Khải đa chiều, đầy trăn trở, chiêm nghiệm. Con người được nhìn nhận trong mối quan hệ lịch sử, cộng đồng, gia đình, truyền thống. Bên cạnh việc ca ngợi vẻ đẹp của người Hà Nội, tác giả còn thể hiện một cách nhìn phê phán về quan niệm ấu trĩ của một thời đối với những người sang trọng như bà Hiền. Mặc dù yêu quý Hà Nội, nhưng tác giả cũng so sánh những nét chưa đẹp của Hà Nội với thành phố Sài Gòn, đồng thời nêu dẫn chứng cụ thể về anh bạn trẻ chửi bậy và thái độ của người dân khi người khác hỏi thăm đường. Điều này cho thấy Nguyễn Khải đã không nhìn hiện thực một chiều, không chỉ thuần túy ca ngợi. 3. Nghệ thuật. Tác giả thuật chuyện thường đặt một sự việc dưới nhiều góc nhìn để cho bạn đọc tự rút ra kết luận, chứ không áp đặt cách đánh giá của mình. Biện pháp so sánh được tác giả khai thác triệt để. So sánh quan niệm của bà Hiền với bản thân, so sánh cách ăn uống nền nếp của gia đình bà và cách ăn uống bình dân của gia đình mình, so sánh lối sống của lính với nếp sống văn hóa chuẩn mực, so sánh người Hà Nội với người Sài Gòn, để làm bật lên cái đẹp và chưa đẹp. Câu chuyện được kể bằng đối thoại, xen với phân tích, bình luận, thể hiện những quan sát sắc sảo,
những bình luận xác đáng, những suy ngẫm chiêm nghiệm của một người từng trải nên hấp dẫn và thuyết phục người đọc. 4. Chủ đề. Tác giả khắc họa và ca ngợi bản lĩnh cốt cách của người Hà Nội, tự tin, thức thời, thực tế, tự trọng, với lối sống văn hóa, thanh lịch, sang trọng, qua nhân vật bà Hiền, một người Hà Nội thuần túy Hà Nội, không pha trộn, và tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển trong thời kỳ mới. B. Luyện tập. Một La Mã, câu hỏi và đề văn. Câu 1. Qua cách bà Hiền thu xếp việc nhà và dạy dỗ con cái, anh chị thấy bà Hiền là người như thế nào? Anh chị có tán thành quan điểm dạy con? Cách đi đứng, nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng. Câu 2. Nêu cảm nhận và suy nghĩ của anh chị về những phẩm chất của nhân vật bà Hiền. Câu 3. Tại sao tác giả lại gọi bà Hiền là một người Hà Nội? Câu 4. Cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khải trong tác phẩm này có điều gì khác với các tác phẩm ở giai đoạn sáng tác trước của ông? Câu 5. Phân tích những nét nghệ thuật độc đáo trong truyện Một Người Hà Nội. Hai La Mã, gợi ý. Câu 1. Qua cách bà Hiền thu xếp việc nhà và dạy dỗ con cái, có thể thấy một số nét phẩm chất của nhân vật này. Bà Hiền là người sắc sảo, khôn ngoan, thức thời. Bà Hiền là người có đầu óc thực tế, không lãng mạn hay mộng mơ vớ vẩn. Bà Hiền tự tin và cho rằng người đàn bà phải nắm quyền quản lý gia đình. Bà Hiền cẩn thận, chu đáo trong việc dạy dỗ con cái, từ cách ăn mặc, nói năng, đi đứng. Và đặc biệt, bà dạy con cái phải có lòng tự trọng. Quan điểm dạy con cái của bà Hiền là một quan điểm đúng đắn. Nó chẳng những đúng với các con của bà, mà với bất kỳ một người mẹ nào, bất kỳ vùng miền nào của đất nước cũng cần phải dạy dỗ con cái như vậy. Đây là những chuẩn mực cơ bản đúng đắn trong bất kỳ xã hội nào. Câu 2. Xem mục A. Hai La Mã 2A. Câu 3. Tác giả gọi bà Hiền là một người Hà Nội vì các lý do. Bà là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Có những phẩm chất tiêu biểu của người Hà Nội. Khôn ngoan, thức thời, thực tế, không lãng mạn hay mộng mơ, sống lịch sự, nền nếp văn hóa. Bà có bản lĩnh và lòng tự trọng của người dân thủ đô. Bà bảo tồn những nét đẹp văn hóa của Hà Nội xưa, là một người thuần túy Hà Nội, không pha trộn, bình tĩnh trước mọi biến cố và luôn tin tưởng Hà Nội thời nào cũng đẹp. Câu 4. Xem mục A. Hai La Mã 2B. Câu 5. Xem mục A. Hai La Mã 3. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.